Vậy chúng ta sốt sắng dâng lên Người những lời khẩn nguyện sau đây. Xin Chúa đổ tràn lòng ân sủng và bình an trên các thành phần dân Chúa, để mọi người được phấn khởi hân hoan. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa quy tụ các dân tộc hiệp nhất với nhau trong tinh thần hòa hợp và chung sức xây dựng một thế giới bình an. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa soi chiếu ánh sáng chân lý trên những người thành tâm thiện trí đang miệt mài tìm kiếm để nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa luôn thanh tẩy và ban thánh thần. Cầu xin Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Thiên Chúa là Cha nhân hậu, Cha đã muốn cho Đức Giê-xu trải qua đau khổ để quy tụ muôn dân tản mát thành một. Thương yêu hợp ý cầu nguyện cho chúng con trong ngày lễ mừng kính thánh quan thầy Cecilia của chúng con. Thế nên con xin được mạo muội thay mặt cho tất cả anh chị em trong ca đoàn, xin chân thành gửi lời tri ân đến toàn thể quý cha cùng toàn thể quý vị. 34 năm trôi qua, nhờ ơn Chúa giúp,
và với sự nâng đỡ của quý cha và quý cộng đoàn, ca đoàn đã và đang vững bước trên con đường góp công và cho cộng đoàn trong những phần thánh nhạc phục vụ nhà Chúa, trong tình thương thân tương ái của anh chị em ca viên, ca đoàn chúng con đặc biệt cảm ơn cha Linh Hướng, là tức là cha Quỳnh ngồi ở góc kia. Trong thời gian qua, cha đã bỏ rất nhiều thời gian tới sinh hoạt với ca đoàn chúng con để ủng hộ tinh thần cho chúng con. Tuy tướng cha nhỏ nhỏ nhưng mà công việc cha là không nhỏ chút nào. Hy vọng cha cứ tiếp tục hướng dẫn cho chúng con luôn mãi. Chúng con cũng không quên cảm ơn quý ân nhân, quý phụ huynh các em trong cái đội dân khoa đã bỏ thời gian quý báu để đưa đón các em và tận tình giúp đỡ ca đoàn chúng con về cả mặt tinh thần lẫn vật chất trong các dịp dân hoa kính Đức Mẹ. Mà đặc biệt nhất là bác Thành, hình như hàng năm năm nào bác cũng có dâng quà nước cho các em dân hoa. Tôi cũng cảm ơn đến toàn thể anh chị em ca viên của ca đoàn đã hy sinh thời gian của mình để cùng tôi phục vụ cộng đoàn, dâng lời ca tiếng hát lên Thiên Chúa. Chúng con không biết lấy gì đã tạ, chỉ biết xin cầu xin Thiên Chúa qua lời ca trong ngày thánh lễ bổn mạng hôm nay. Nguyện xin Thánh Nữ Cecilia cầu bầu cùng Chúa và ban ơn lành cần thiết và tuôn đổ muôn hồng phúc trên quý cha và toàn thể quý cộng đoàn. Một lần nữa, con xin thay mặt cho toàn thể anh chị em trong ca đoàn xin chân thành tri ân. Em tại đi thích, em thích vẻ lắm. Em hồi đó đi học đó là bao nhiêu lương bút, áo cái gì là vào tay của em hết. Cái lớp của em là mấy chục đứa là bao nhiêu là bằng đó cuốn lương bút rồi, cứ bắt em phải làm hết. Cho nên như em thích. Yêu thích, thích là mình mới tìm cầu mình đầu tiên khi là đầu tiên được tìm hơn là nhà làm một cái tiền và như là tốn tiền lắm, sau đó ba mấy đứa mình học ai học luôn có học cũng không được, mà đã thấy chắc em mê lắm nhưng mà nhà em không tài không có của mẹ không nha sống học xong cái rồi tại vì thích cho nên cứ thấy ví dụ như mình em nhìn cái này thì bắt đầu em thấy cái đó nữa cần cái gì tốt hơn mình đây là cha Quản Nhiệm. Đây
Sơ phải ngồi bên đây chơi mới chiếu tướng cha được. Ngồi đây. Hôm nay được diện kiến dung nhan của chúc. Thấy chưa anh nói cái gì là cái hạt tí nó đổ nó mất bình tĩnh, mất bình tĩnh quá. Chút nữa review đi. Mấy cái là mình cho mình cho mình tí những cái người cho mình. Cho anh một miếng này đưa hết cho tất cả. Các quỳnh ra cái này của sao quỳnh. Xin chào là con và thánh thần amen lại Chúa. Chúa chúc lành cho chúng con và cho những của anh này chúng con sắp đánh nhận cho làm những từ Chúa ban và Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Cha và con và thánh thần. Amen. Những chỗ nào chưa có người ngồi á? Trời anh đi chơi, đừng lo gì nha. Không có lo nữa. Mà cái này ăn với sốt gì? Hả? Chấm nước mắm luôn. Chấm luôn. Được. Không. Không. À, cái sốt đó. Chào anh. Chấm gỏi nữa. Tân Bình. Ở Sài Gòn. Dạ. Qua chơi được 2 tháng. Ơi nâng ly nào. Rồi, chia. Chia. Hai ông bà dắt nhau lên trước cộng đoàn làm những mắc cỡ. Dạ, tôi uống ạ. Dạ, cháu có đây rồi con ạ. Để chúng đúng rồi. Tôi chờ cho thứ thì mở cái clip. Cá bỏ vô chưa? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
nhiều người cũng có việc của trẻ em hai tuổi thì mình chưa biết là đầu tiên mình nó nói là cứu nông đức mạnh đó. Ủa sao còn mấy chai thiếu một xe nhà ta chú ba đó là rồi mặc áo dài mà đi phục vụ mấy nước Mỹ nhiều mặc áo dài nhiều đấy lá rồi từ năm mới đến ngày có sống với ông đến liền anh còn cái gì vân lời vợ là tay ngay theo cái tập tục chưa cái gì quên nữa chưa kể mà nó cha đang làm gì cha đang xuống cái gì vậy cha vân lời vợ mỗi lần vân lời vợ là gặp tay rồi cái này là cha xuống vậy rồi đó cha không nghe là vân lời đơn dân của lẽ à cha cha nói gì Cái này là hai ba tháng rồi nghỉ ở nhà không có đi nhà tài được tại con còn nhỏ lên tỉnh sinh rồi bây giờ đem về thì nó mất lễ là thường nhưng mà bây giờ đứa nhỏ nó yên yên rồi thì bế nó đi lễ thì cũng được nhưng mà vô nhà thờ thì ông cha giảng nó cũng giảng nó nghe chứ cho nên là người ta khó chịu ở miền Nam khó chịu cho nên bà vợ về cái nói anh giờ làm sao giờ để được mất lễ mà con mình nó quậy quá ông chồng nói em là có nhiều sáng kiến lắm em nói nghe bà vợ nghĩ nó ừ anh đi lễ nhất em ở nhà trông con rồi chiều anh trông con em đi lễ gì ông chồng đi lễ nhất về con mắt xanh lè tiếng bự hỏi sao vậy bà vợ hỏi sao anh bị gì vậy anh bị đánh à không anh không có bị đánh anh bị một bà tặng cho một quả vô mắt bà nào ác ôm thì ai biết đâu ông cha mới kỳ quỳ thì đã quỳ đằng sau lưng mấy bà ác ôm là mấy bà mặc cái áo dài mỏng quá bà vợ nó mỏng kệ nó làm gì nó anh quá lắm mà ông cha cứ ác ôn cứ mời đứng lên quỳ xuống quỳ xuống thì hồi nó cái áo dài nó mỏng nó kẹt giữa hai cái núi mà nó ngay trước mặt anh ngồi xấu, bà đấy. Anh lấy tay kéo ra nó nghe nhộn nhộn nó quay lại nó làm cái đùng anh đỡ đâu kịp mà vợ nó thấy chưa anh nghe lời tôi là anh đâu có bị từ nay anh nhớ không ra đi bà lấy nước nóng pha muối bà đắp cho anh mà bà tức cười lắm rồi từ nay chuyện của người ta anh nhìn thì anh cứ nhìn nhưng mà anh đừng có sò vô biết không đừng có đụng vô rồi nhớ tuần sau đi lẻ một mình về con mắt còn lại còn tệ hơn bà giờ hỏi sao con này còn tím con này đang đỏ lòm đây đấy con lời bà mới ra cái nỗi này con lời là sao thì đấy cũng ông cha cũng là một bà nào đó tóc nó dài đâu biết là đứa nào đâu biết phải đứa tuần trước hay không cũng không biết rồi áo dài nó mặc cũng mỏng rồi cũng đứng lên ngồi xuống cũng kẹt ở giữa cái núi thằng cái bên nó khó chịu nó kéo ra bà vợ nói vậy là nó đánh quan cho anh rồi
thằng kế bên nó kéo sao nó quýnh anh? Không, anh chưa kể hết. Thằng kế bên vừa kéo ra thì anh quay qua, anh nói với nó, vợ tao bảo chuyện người ta, đừng có xía vô, anh đẩy vô lại. Đẩy vô mới ghê. Cắt bánh ra. Sống đời phun theo mãi. Dập rồi cha ơi, dập mặt rồi. Dập mặt nào đâu. Đưa hú mặt ăn hết rồi. Em biết mà. Mình đi đánh đây thì đó, tôi sẽ trao mặt đánh bằng quy chương đó. À, mình cho được. Có phải chuyện là nói gì? Có phải chuyện huy chương nào không? Nhiều không? Đó thì sau này ông nghe chuyện ở trên Bắc Úc chưa? Tôi mới đăng rồi. Bắc Úc có một cái ông đó, ông có cái áo ở nhà ông đẹp lắm. Ông già rồi, ông sống với mình hết cũng bảy mấy rồi. Buổi chiều cái ông nghe cười khúc khích cái đồng nào đã ra, ông thấy 5-6 con nhỏ 16-17 tuổi đang tắm chiếc cởi đồ để chơi, tưởng là quen. Ông ra cái tụi nói ông đi vô ngay, ông ra đây là tụi tôi không có lên đâu. Cái cô tưởng tôi già rồi mà còn ham nó hả? Tôi ra đây là tôi biết làm gì không? Mỗi ngày tới giờ này tôi ra tôi cho ca sấu nó ăn. Chạy lên hết, khỏi cần mặc đồ gì vậy. Nó mới già khô. Cắt đuôi. Chạy quên lấy đồ luôn. Cao tài. Khỏi cần nói gì, tôi đọc. Khỏi mất giờ. Nó vui vậy. Chị có thích cái câu già rồi tôi không thấy không? Chị có thích cái câu già rồi tôi không thấy không? Chị có thích cái câu già rồi tôi không thấy không? Mọi người ra cắt bánh cho mình cho luôn. Hai ông bà các trưởng cắt bánh. Mọi người hát vừa là cáo trường, vừa là kỷ niệm 20 năm của tỉnh Bình Định. Cái đoàn này không có trưởng. Không có đoàn trưởng. Mọi người ra đây. Mình ngồi chung, mình đứng xung quanh đây, chúng xung quanh. Tại vì cái kỷ niệm này là 34 năm. Những người nào hình như trong đây là tôi đề nghị là những ca viên mới đó là phải đứng gần. Vừa nói mà lại vừa quất quất nữa. Hai vợ chồng đặt tay hai vợ chồng đứng đi đứng đi hai vợ chồng cặt cặt rồi mọi người chúng ta hai vợ chồng cặt cặt. Everyone ready? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Happy birthday.
cho đôi lời. Cái gì đó? Cho đôi lời. Không, đôi lời thì ở trên kia nói rồi. Thế kia là khác. Thế kia là tâm tình. Bây giờ á, bây giờ á. Đây này, chị Tuyết, chị Tuyết, trả lại cho. Đôi lời á, thì thực sự chị Tuyết, trả lại, trả lại. Mình nói đi nói lại, không là. Trời ơi, chắc chết quá. Trả lại. Trời ơi, chắc chết. Bây giờ mình không không chuẩn bị, không biết nói. Nói đại ý, nói đại ý. Nói đại ý. Nói tờ giấy, nói tờ giấy mà chịu ra. Cảm ơn quý cha và cảm ơn tất cả các bạn. Thì mình mong rằng á, một lần như mỗi lần, mỗi năm á thì ca đoàn đều mừng chúng ta, và mỗi năm á thì chúng ta cứ năm này qua năm khác, hy vọng rằng năm tới là kỷ niệm 35 năm thì có thể mình làm lớn hơn, thì mình sẽ mời các cựu ca viên hoặc là các cha mẹ hỏi những ca viên. Thì tôi hy vọng rằng cái quan trọng nhất là chúng ta đoàn kết và thương yêu nhau trong bất cứ một cái vực nào, ai cũng có cái sai cả, ai cũng có cái tôi của mình cả, mình biết bỏ qua cho nhau và mình sống mà cái tinh thần hòa hợp. Tôi nghĩ rằng đó là một cái điều tốt nhất mà mình đi sinh hoạt. Tôi nghĩ rằng là mong rằng cái bữa hôm nay tôi nhìn thấy mọi người đều vui vẻ, đó là cái điều mà tôi nhận được. Vậy bạn tám này, tám kìa. Đó, rồi, chưa? Hai xong chưa? Dạ, 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 tôi về hay là khi chú Thương gọi Sơn về? cái nào cũng chơi hết. Cái nào cũng chơi hết. Rồi được rồi, giờ nó thở ai cứ rồi mình cắt bánh đi cho mình giao nước bánh giải một các bạn. Cái bánh này á, cái bánh này là cho công lao của Thùy Khanh. Biến rồi. À, biến rồi. À, thì Thùy Khanh làm cái bánh này để ủng hộ. Chắc ai cũng nhỏ thôi. Anh cũng biết là người ai cũng nghĩ chung cả. Bánh vừa bánh. Tôi phải có khó khăn. Trong cao viên thôi. Nhưng mà cũng là cái nghiệp bánh này. Thấy nó gì quá. Nó làm bánh mà chắc chắn ít nhiều gì không có. Cái bánh này mới làm lúc khoảng 2 chiều qua. Thì đấy, ý muốn nói là có là trong nhà bánh nó có bây giờ. Đó, nó mới bắt lại được cái vị bây giờ mà bảo anh bây giờ bắt kỳ nữa không được. Đó. Rồi, em không biết cách, anh chỉ cắt cái mớ thôi. Rồi đâu? Ôi trời nó ơi. Wow. Chưa rồi chưa? Được cái đó. Bây giờ mình hân hoan. Bây giờ mình hân hoan. Hồi tối nay coi như là làm hết chai này là coi như là tới sáng luôn. Ôi đem một cái hết làm hết chai đó trời. À chị Dung. Tôi uống vào. Đúng vậy. Mấy nó xa nó thấy bánh nó tới gần. Ủa xong cắt nó luôn vô. Thế này cứ bắn ở trước mặt cha quản nhiệm rồi chị Trúc mắc cỡ chứ chú không nói cho nhé. Cắt bánh vừa nghề còn phải nhanh. Đã đi một đường thẳng à, tôi chỉ sợ mấy người đi 4 giờ thiếu hai người. 4 giờ thiếu hai người. Cha đúng là phải làm nhà chúng tôi. 3:15 là đi đã khó rồi. Đó. Đó thấy chị đang đi. 2:10 là nhiều người đi. 2:10 thấy không? Giờ đang thử rồi. Đang đi đồng hồ này cha. Đi làm cho nó là bao nhiêu tiếng? 5 tiếng hay 10 tiếng?